Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 CTTVK ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắc Hà đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển ổn định. Qua đánh giá, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Đắc Hà đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã thành lập 262 tổ tiết kiệm và vay vốn ở tất cả các thôn làng tổ dân phố, 11 điểm giao dịch xã với 15 chương trình tín dụng chính sách thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện.

Số khách hàng có dư nợ là 9.234 hộ, tăng 43 hộ so với năm 2014. Nợ quá hạn là 355 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% trên tổng dư nợ, giảm về số tuyệt đối là 20 triệu đồng và giảm về số tương đối là 0,09% so với năm 2014. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có hơn 5.980 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 938 lao động được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Hơn 415 học sinh, sinh viên khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập. 5.455 hộ ở khu vực nông thôn được vay vốn để sửa chữa hoặc xây mới công trình nước sạch, nhà vệ sinh. 110 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở theo quyết định số 33 quy đề TTG. Hơn 3.254 hộ ở các xã thuộc vùng khó khăn được vay vốn chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn thông qua tín dụng chính sách đã giúp cho 3.195 hộ thoát nghèo giai đoạn 2014-2018, góp phần xây dựng nông thôn mới và giải quyết an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàng năm từ 4% đến 5% trên năm theo tiêu chí cũ và theo phương pháp tiếp cận đa chiều bình quân giảm 3% trên một năm nếu không muốn nói là tất cả các hợp tác xã cả những hợp tác xã hoạt động hiệu quả và những hợp tác xã đang bộn bề những khó khăn thì cũng đều chưa được tạo điều kiện